mày để chồng tao quạt quần xịt hôm nay làm gì? Đây đây, chị nhìn đi, quần xịt nào? Áo vừa mặc vừa rồi. Nào. Em đã bảo anh này, anh đừng chối nữa. Anh hứa anh bảo anh quay về về con em rồi. Anh chấm dứt con này. Anh chặn số điện thoại, anh chặn liên lạc với nó. Nếu quay về thì bỏ mẹ đi, quan trọng lồng thằng này mà mày cứ quan trọng. Nói chuyện này ra, nói đây. Nó bảo mày đứng ngay ba, ra một quán cà phê, đi ra một quán. Rồi đi vào, người kẹt ra đó. Đi rồi, đi ra một quán cà phê, đi ra một quán cà phê. Mày hứa với tao như nào? Mày hứa với tao như nào? Tao đến công an rồi thì tao lên xe tao ngày nào là được chứ? Em đương đủ thì ai cũng hứa thế là ra là chuyện. Em đánh nó làm gì chứ? Cái nào mày? Mày đánh nó không?